Chào mừng các bạn đã đến với kênh Mr. Zero bóng đá phú nhộn. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều các tình huống từ những bàn thắng đẹp ngất ngây đến những pha cười ra nước mắt của các siêu sao sân cỏ trên thế giới. Nếu các bạn là những fan bóng đá chính hiệu, đừng quên theo dõi kênh Mr. Zero thường xuyên nhé. Sẽ có rất nhiều video thú vị đấy. Nếu thấy hay thì đừng quên bấm nút like, share và subscribe cho channel của mình. Xin chào. Sau khi có những lời đồn thổi về việc Ronaldo chia tay Juventus, Neymar đã không ngần ngại bày tỏ nguyện vọng được đá cặp cùng với người đàn anh. Quả thực, hàng công của PSG sẽ rất khủng khiếp nếu như có sự phục vụ của hai ngôi sao này. Tuy nhiên, trước khi nghĩ đến viễn cảnh đó, hãy thử cùng chúng tôi so sánh về kỹ thuật và những pha xử lý đỉnh cao của CR7 và Neymar nhé. Sau Ronaldinho, Neymar có lẽ là vũ công Samba cuối cùng của làng bóng đá thế giới. Tiểu Pele dù đã thi đấu tại lục địa già khá lâu, nhưng lối đá vẫn không hề bị âu hóa. Chỉ trong vài giây, số 10 của PSG đã một mình xỏ kim tới hai hậu vệ đối phương một cách rất dễ dàng. Trái bóng quả thực như được dính chặt vào chân của Neymar, vừa lắc hông vừa đảo bóng. Cựu ngôi sao của Barcelona rõ ràng đã ao trình hơn hẳn so với những cầu thủ tại Ligue 1 vào lúc này. Rất nhiều ý kiến cho rằng Neymar đã không còn giữ được phong độ đỉnh cao như thời kỳ còn thi đấu cho Barcelona. Tuy nhiên, với phẩm chất của một ngôi sao, chân sút người Brazil vẫn có thể tạo ra những pha bóng để đời. Rê bóng ở rìa vòng cấm, tiền đạo 29 tuổi khéo léo để sâu kim đối thủ. Chưa dừng lại ở đó, Neymar tung ra cú cứa lòng mẫu mực, đưa bóng đi xoáy và găm thẳng vào góc chữ A của khung thành. Sau tuổi 30, Ronaldo càng thi đấu gần vòng cấm như một tiền đạo cắm hơn là một chân chạy cánh. Tuy nhiên, kỹ năng rê bóng đỉnh cao của chân sút người Bồ thì chưa bao giờ mai một. Giữa vòng vây 4 đến 5 cầu thủ bên phía Celta Vigo, CR7 vẫn tự tin cầm bóng và quyết định đột phá. Sử dụng kỹ năng Ronaldo Chop quen thuộc lần lượt vượt qua từng hậu vệ một và mở ra cơ hội ghi bàn tương đối nguy hiểm. Khác với Neymar, Ronaldo lại không quá mạnh về kỹ thuật cá nhân. Những pha xử lý của CR7 dù khá đơn giản nhưng hiệu quả mang lại là rất ấn tượng. Trong những tình huống như thế này, có thể thấy kỹ năng xử lý bước một của chân sút người Bồ là tốt như thế nào. Never really know when you're gonna go. Why you gotta put another foot in front of yours? Bearing them toes, carry them close. I was never one to care about my mentos. I was like froze, now I'm on fire. Give me that smoke, but I can't get high. Weed are the most, here to inspire. Doing what I'm supposed, but I can't get tired. Run for your life, every night. See in the dark. Với đẳng cấp của mình, Neymar gần như đã quá vượt trội so với mặt bằng chung của những hậu vệ Ligue 1 hiện tại. Chính vì thế mà rất nhiều lần siêu sao người Brazil tạo ra những pha solo ghi bàn vô cùng ấn tượng. Có thể thấy trong tình huống này, một mình Neymar đi bóng trong vòng vây của 4 cầu thủ đối phương. Dù ở một góc tương đối hẹp, số 10 của PSG vẫn là người đi tiếp với trái bóng trước khi tung ra cú sút hiểm hóc để đánh bại nút thủ thành đối phương. Yeah, I'm for this. Been down and I'ma get it right. Get on sight like.
Khác với môi trường La Liga, những hậu vệ của Serie A luôn được đánh giá rất cao trong khâu phòng ngự. Tuy nhiên, ngay khi chuyển đến Italia, Ronaldo không mất nhiều thời gian để khuấy đảo những hàng thủ ở đây. Khéo léo nhận bóng từ Dybala, CR7 ngay lập tức đảo ngược tình thế bằng pha lách người rất thông minh. Khá đáng tiếc khi cú sút hướng vào góc gần sau đó của siêu sao người Bồ lại chưa đủ độ khó để đánh bại thủ môn của Napoli. Trận đấu giữa PSG và MU trong khuôn khổ vòng bảng Champions League mùa trước đã chứng kiến màn trình diễn vô cùng đỉnh cao của cá nhân Neymar. Và nhờ có góc cam này, chúng ta mới thấy được cách ngôi sao người Brazil hành hạ hàng thủ của Quỷ Đỏ. Mặc dù bị ép vào sát đường biên, thế nhưng với sự khéo léo của mình, Neymar lần lượt biến các hậu vệ của MU thành những gã hề và tiếp tục dẫn bóng về phía trước. Nhờ có chế độ luyện tập cực kỳ nghiêm ngặt mà ở tuổi ngoài 30, Ronaldo vẫn có thể giữ được phong độ chơi bóng đỉnh cao của mình. Không ít lần CR7 khiến cho người xem phải trầm trồ khi thể hiện sức rướn chả thua kém gì mới thi đấu. Từ phần sân nhà, ngôi sao của Juventus có pha chạy nước rút giống như một vận động viên điền kinh. Dù xuất phát sau và ở khoảng cách xa hơn, Ronaldo vẫn là người giành được bóng và khiến hậu vệ của Milan trở thành gã học việc. Trong sự nghiệp của mình, Neymar đã tung bóng qua đầu rất nhiều đối thủ. Tuy nhiên, pha bóng này xứng đáng là một trong những màn trình diễn đỉnh cao nhất của cầu thủ có biệt danh là Tiểu Pele. Một cách vô cùng khéo léo, siêu sao người Brazil tung bóng ngược qua người trước khi vòng nó qua đầu đối thủ. Chưa dừng lại ở đó, Neymar tiếp tục sâu kim qua hai cầu thủ khác để hoàn tất đêm ác mộng với những hậu vệ bên phía Colombia. Thật khó có cầu thủ nào ở Serie A hiện tại có kỹ năng đi bóng tốt hơn Ronaldo, không còn tốc độ và sức rướn ấn tượng như ngày trước. Thế nhưng khả năng cầm bóng của CR7 lại càng ngày thượng thừa. Mặc dù bị hai trung vệ bên phía AC Milan theo rất sát, chân sút của Juve vẫn tự tin đi bóng và quẩy skill trong vòng cấm. Đường nhả bóng cho thứ hai sau đó cũng là rất hợp lý để cho đồng đội có thể tung ra cú dứt điểm từ xa. Never really know when you're gonna go. Why you gotta put her on the foot in front of yours? Bearing them toes, carry them close. I was never one to care about my man toes. I was like froze, now I'm on floor. Nếu như có cả CR7 và Neymar trong đội hình, ngày Paris Saint-Germain lên ngôi vô địch Champions League có lẽ cũng không còn xa. Nếu thấy video, hãy like, share và subscribe cho kênh. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video mới nhất.